Chào buổi sáng hả cô chú anh chị. Đây là chỗ mình đã tá túc tối qua nè mọi người. Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Kim Huỳnh UK Cuộc Sống Anh Quốc. Nếu bạn là lần đầu tiên đến với kênh thì mình là Kim, hiện đang sống tại vùng ven của Liverpool, nước Anh. Hôm nay Kim làm cái video này là nói tiếp với cái video mà trước khi Kim về Việt Nam á cô chú anh chị. Thì trước khi về Việt Nam là gia đình Kim dẫn theo hai anh của Chi nữa là đi nghỉ hè hả mọi người. Cho hai anh của Chi á là chơi trước khi mà mình về Việt Nam. Tại vì về Việt Nam qua là hết hè rồi cô chú anh chị. Cho nên là phải tranh thủ dẫn các bạn nhỏ đi chơi. Nhà Kim thì ở đây 3 đêm 4 ngày đó cô chú anh chị. Sáng ra thì anh hai của Chi đã đi chạy xe địa hình rồi hả cô chú anh chị. Ở trong đây giống như là một cái khu du lịch vậy đó mọi người. Thì mình muốn chơi cái gì là đều phải đặt book trò chơi trước hết đó cô chú anh chị. Khi mà mình đặt phòng là mình đặt trò chơi luôn, mình đặt còn trả tiền hết trơn rồi đó mọi người. Chi chuẩn bị chơi bắn cung tên này bằng nhựa thôi hả mọi người, cho trẻ em thôi nè. He just shot the guy. Chị đi được chưa? Đó. Chị đi rồi đi. Chị đang chọn cái con gấu nào mình muốn không? Bây giờ đang làm gấu bông hả cô chú anh chị, đang nhồi gấu bông hả? Anh Chi sẽ chọn một con để lên kia làm. Oh, it's a whole different world. I'm over here. My 13-year-old, he's back in the room now after doing the quad bike, and so I know exactly what you need. Dad. It is, yeah. Is it put it in the bag? Yeah, in the bag. Do you want to carry it? Do you want to cuddle it on the way home? No. I want to take the grass and get back. Chi đã làm thú nhồi bông rồi nè cô chú ơi, mang cái vợ. Chi chơi. Quá trời nổi luôn, một cái con chó màu. Một con chó bảy sắc cầu vồng. Good girl. Mọi người bây giờ đang chơi mini con hả cô chú anh chị? Em Chi đang đánh kìa. Cái mini golf này ở Anh thì rất là phổ biến hả cô chú anh chị. Mình đi nhiều nơi hoặc là nhiều thành phố mình thấy chỗ nào cũng có cái khu mini golf này nè. Trẻ em hoặc người lớn gì chơi cũng được hả mọi người. Hoặc là gia đình chơi với nhau đó cũng rất là vui cô chú anh chị. Thường thì người ta sẽ có 18 lỗ mọi người. Nhưng mà em Chi chơi cái này em Chi chơi được 8-9 lỗ gì đó là em Chi đã chán rồi. Với lại em Chi có một cái cuộc hẹn làm thắt tóc nữa. Cho nên là hai mẹ con Chi chơi một chút xíu thôi rồi sẽ dẫn Chi đi qua bên kia thắt tóc.
để cho ba với hai anh của Chi chơi hả cô chú anh chị. That is too difficult. Oh, trời, trời. Wow. Look at that. Hello, Chi. Mom. Look at that. Yo. Em Chi đang thắt tóc nè cô chú anh chị. Ở trên website của cái khu du lịch này đó mọi người thì sẽ có những cái trò chơi, ta có hình ảnh trên đó đó. Khi mà mình đặt khách sạn là mình cho các bé xem hết ở trên cái trang web đó, trên website của cái khu này nè. Có những cái trò chơi nào thì các bé thích cái nào, chọn cái nào á, là mình sẽ đặt cái đó. Là cái này Chi cũng tự chọn hết đó cô chú anh chị. Chi muốn chơi cái gì là Chi tự chọn hết. Hai anh của Chi cũng vậy, thích chơi cái gì là cũng tự chọn hết hả mọi người. Trời ơi đẹp quá nè. Chị want some ketchup? Ăn chưa hả mọi người? Right, look. Có đem đồ ăn chưa để ở trong khách sạn nhưng mà chơi ở đây nè. Rồi ở đây ăn luôn đó cô chú anh chị, không có về phòng luôn. Tại vì ở đây đi bộ về phòng rất là xa luôn mọi người. Mấy bé nhỏ này bây giờ 1 giờ, 1 giờ trưa đã mệt lắm rồi cho nên là cho ăn ở đây luôn mọi người. Kim có hamburger ha, với lại khoai lang. Cái này là khoai tây nè. Chị ăn gì á? Ngồi bên bờ hồ hả cô chú anh chị? Này, ai sợ độ cao thì chắc không đi được hả mọi người? Đấy. Nhìn sợ quá à. Gặp Kim sợ độ cao là Kim sẽ không có đi leo lên đó được đâu. Buổi chiều thì hai anh của Chi chơi cái trò chơi này nè cô chú anh chị, thả dây cáp nè ha. Cái này là đi từ ở bên đó luôn hả cô chú? Đi qua tới đây nè, những cái đoạn đường đi lên đây nè. Đó. Rồi tuột qua cái sợi dây này ha. Xong rồi mới leo lên trên kia. Xong rồi mới tuột xuống lúc chỗ lúc nãy đó. Bây giờ nhà Kim đang ăn tối hả cô chú anh chị. Bữa tối nay thì nhà Kim ăn món Ý mọi người. Ăn ở một cái nhà hàng Ý ở trong khu du lịch này luôn nè mọi người. Ăn tối hả cô chú anh chị. Kim có thịt bò mọi người. Ba Chi cũng thịt bò luôn. Chi có nuôi. Ok, check up. Rồi, Chi hết rồi Chi. Ngon không Chi? Sáng nay thì em Chi tham gia cái lớp làm bánh hả cô chú anh chị. Cái lớp này thì tới 3 tiếng luôn mọi người. Thì giống như là cái lớp làm chocolate nè, với bánh bông lan đó cô chú anh chị. Và trong này ngoài làm bánh ra thì người ta có cho các bé nè múa hát, tô màu rồi vẽ mặt gì tùm lum hết trơn đó mọi người. Wrong way round. Let me say what in the back. Certificate. And what did that one? Those sweetheart, you had a nice time. That's where all the chocolate is in there. I know, I want to show. Đâu đâu mẹ coi cái gì trong đó vậy? Coi chừng nó đảo á. Darren, the other way, babe. Should we do it carefully? Oh, wow, look at that! And you did it? Yeah, I did it. I did it by myself. Good. Look. Is that a chocolate lollipop? Marshmallows inside because he put the chocolate inside of it. All right, babe, that looks fantastic. You've done a fantastic job, haven't you? Daddy, I want to eat the candy. Give me a kiss. I'm very proud of you. I want to eat the candy. Now, here's an important question, Lauren. Are you going to share your treats or eat them tablets? Buổi chiều thì hai anh của Chi đã đi chơi bắn súng sơn rồi cô chú anh chị. Chị đang ở ngoài khu công viên chơi nè cô chú anh chị. À, hôm nay là ngày thứ 3 rồi nhưng mà mới dẫn em Chi ra ngoài đây.
Faster. I need somebody waiting, you know. Doesn't matter, babe. I can see your good hair, actually. You're not going very fast, though. I can make it fast. More faster, Daddy. You want us to go faster? Buổi chiều thì dẫn em Chi đi tô tượng nè cô chú. Cái tô tượng này là mình cũng book luôn trước rồi đó mọi người, đặt lịch trước rồi đó, tới ngày tới giờ là đến thôi mọi người. Trong lúc mà hai mẹ con đang tô tượng là ba Chi với lại hai anh của Chi là đang chơi tennis đó cô chú. Thì tại vì nhà của mình là có trẻ ở ba cái độ tuổi khác nhau cho nên là chơi những trò chơi khác nhau hết cô chú anh chị. Tối nay thì nhà Chi Chi lại ăn món Ý nữa nè cô chú ơi. Nhưng mà ở nhà hàng này thì có một cái điều đặc biệt, đó là có một cái máy mọi người, người ta gọi là robot á. Giống như là con robot nó chở đồ ăn tới cho mình ha. Xong rồi cái nó đem đồ ăn ra, xong rồi mình lấy đồ ăn xong mình bấm là đã lấy rồi đó, là nó tự chạy vô trong nhà bếp mọi người. Giống như nó có camera đó, nó đi nó không có đụng bàn ghế gì hết trơn. Rất là hay luôn cô chú anh chị. Vậy là kỳ nghỉ hè đã kết thúc rồi hả cô chú anh chị. Thì cả nhà Kim đã có một cái chuyến nghỉ là 3 đêm 4 ngày ở trong một cái khu du lịch ở trong rừng sâu hả mọi người. Thì ở bên này mùa hè thì thường là sẽ dẫn trẻ em đi chơi những cái khu du lịch như vậy, hoặc là đi xa hơn cũng có, đi biển hoặc là đi Disneyland gì đó mọi người. Rồi hoặc là có những cái gia đình thì thích dã ngoại hơn là đi rừng, đi bộ, đi rừng, đi khám phá, đi gì đó ha cô chú, đi leo núi gì đó. Tùy theo sở thích và hoàn cảnh của từng gia đình ha cô chú anh chị. Xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video đến đây. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ Kim nha. Và nhớ bấm chuông để đón xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.